À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chúng ta sẽ đi vào phần C là phần bài tập. Chúng ta sẽ đi vào bài tập thứ nhất, trang 10 có nội dung là tìm các tỉ số bằng nhau trong dãy trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức. Thì ở đây chúng ta có các tỉ số này: 7/21, 1/5/1/2, 1/4/3/4, 1.1/3.2, 1/2.5. Thì ở đây chúng ta sẽ, để tìm được các tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ tính các tỉ số này xem thử bằng bao nhiêu nhé. Xong rồi chúng ta sẽ đi so sánh xem thử là tỉ số này bằng nhau thì sẽ, rồi từ đó thì chúng ta sẽ lập được các tỉ lệ thức. Đây, chúng ta sẽ tính như sau. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy này, 7/21 thì chúng ta sẽ tính là 7/21 và rút gọn là 1/3. Tiếp là 1/5/1/2 thì ở đây là chúng ta sẽ nhân nghịch đảo chia 1/2, tức là nhân với 2, và được kết quả ở đây là 2/5. Tiếp thì đến đây là chúng ta sẽ có là 1/4/3/4 thì nhân nghịch đảo và được kết quả là 1/3. Những cái này chỉ là thực hiện phép tính thôi. Thực hiện phép tính thì chúng ta đã thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia các số thực thì chúng ta đã học ở kỳ 1 rồi. Những số này thì chúng ta hoàn toàn tính được như bình thường. Rồi, tương tự như thế, ở đây là chia thì ở đây là bằng phân số này, xong rồi chúng ta sẽ nhân cả từ và mẫu với 10 thì được kết quả là 11/32. Tiếp là 1/2.5 thì chia, ở đây là chia 2.5 ở đây tức là 5/2, và nhân nghịch đảo là 1 × 2/5 và kết quả là 2/5. Vậy thì ở đây này chúng ta sẽ xem thử là các kết quả bằng nhau, thì ở đây chúng ta sẽ xem này, 1/3 này, 7/21 là 1/3, cô sẽ khoanh tròn để chúng ta quan sát nhé. Đây là các tỷ lệ này là bằng nhau này. Rồi là có hai cặp tỷ lệ bằng nhau, chúng ta sẽ viết ở đây là hai cặp tỷ lệ này bằng nhau và đều bằng 1/3. Tiếp cặp tỷ lệ thứ hai thì cô sẽ viết hiệu vẽ hình chữ nhật nhá. Đây là nhóm thôi. Thì ở đây hai cặp tỷ lệ này bằng nhau và đều bằng 2/5 đó. Thì chúng ta nhìn thấy này, hai cặp tỷ lệ này bằng nhau. Đây, hai cặp này bằng nhau và hai cặp này bằng nhau này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có cặp thứ hai ở đây. Vậy thì ở đây ta sẽ có tỷ lệ thức là 7/21 bằng 1/4/3/4. Tiếp theo là 1/5/1/2 sẽ là bằng 1/2.5. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài 2 trang 10 có nội dung là lập tất cả tỷ lệ thức có thể từ các đẳng thức sau. Câu A là 3 × -20 là bằng -4 × 15. Câu B là 0.8 × 8.4 sẽ bằng 1/4 × 4.8. Thì ở đây chúng ta đã học ở phần tính chất ấy. Phần tính chất thì chúng ta đã tìm hiểu là A nhân D sẽ là bằng B nhân C. Đây, để cô viết lại cho dễ nhìn một xíu. Đấy, thì ở đây là chúng ta sẽ viết ở đây là A này nhân với D bằng B nhân C. Thì ở đây chúng ta sẽ có được các tỷ lệ thức. Thì từ đây ta có các tỷ lệ thức là A phần B bằng C phần D. Tiếp cặp thứ hai là A phần C bằng B phần D. Tiếp tỷ lệ thức là A phần C bằng B phần A. Tiếp là D phần B sẽ là bằng, đây, chúng mình sẽ viết ở đây này là B phần D. D phần B sẽ là bằng C phần A. Thì ở đây là ở tính chất 2 ở sách giáo khoa ấy, thì chúng ta từ đẳng thức chúng ta sẽ suy ra bốn cặp tỷ lệ thức này. Thì tương tự như thế, tương ứng là với các số là A và B ở đây này, thì chúng ta sẽ lập được các tỷ lệ thức từ mỗi đẳng thức ở câu A và câu B ở đây. Thì ở câu A thì chúng ta sẽ lập được 4 cặp tỷ lệ thức, tương ứng là chúng ta sẽ xem thử là A, B, C tương ứng ở mỗi tỷ lệ thức này là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ suy ra được là tỷ lệ thức. Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Bây giờ từ đẳng thức này thì chúng ta sẽ lập này là A này. A là 3 này phần -4 này sẽ là bằng 15 phần -20.
Rồi tương tự như thế thì chúng ta sẽ lập lần lượt. Chúng ta sẽ xem ở đây là A, đây là D, đây là B và đây là C. Từ công thức mà cô vừa viết ở đấy là bây giờ chúng ta sẽ suy ra được bốn cặp tỉ lệ thức như thế này. Tương tự như thế, câu B thì chúng ta xem đây là A, đây là D, đây là B và đây là C. Thì chúng ta sẽ cũng suy ra được là bốn cặp tỉ lệ thức tương ứng như thế. Được chưa nào? Rồi thì chúng ta áp dụng công thức và từ đấy thì chúng ta sẽ suy ra được là các cặp tỉ lệ thức thôi, đúng không nào? Tiếp theo các em hãy cùng cô đi vào bài 3 trang 10 sách giáo khoa toán bài tập 2 có nội dung là tìm hai số x, y. Biết rằng câu A là x phần 4 bằng y phần 7 và x cộng y bằng 55. Câu B là x phần 8 bằng y phần 3 và x trừ y bằng 35. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất là dãy tỉ số bằng nhau. A phần B bằng C phần D sẽ là bằng A cộng C phần B cộng D. Ở đây cũng bằng A trừ C phần B trừ D. Thì ở đây là chúng ta sẽ, ở câu A là chúng ta có tỉ số, có tổng thì chúng ta sẽ áp dụng cái đầu tiên này. Câu B là có tỉ số, có hiệu thì chúng ta sẽ áp dụng cái thứ hai. Rồi chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Câu A là áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ra có là x phần 4 bằng y phần 7. Thì chúng ta sẽ cộng hai kết quả này với nhau. Và ở đây là x cộng y là bằng 55 theo đề bài người ta cho. Và 4 cộng 7 là bằng 11. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ rút gọn là 55 phần 11 sẽ là 55 chia cho 11 là bằng 5. Từ đó ta sẽ suy ra được x sẽ là bằng 4 nhân với 5 là bằng 20. Y sẽ là bằng 7 nhân với 5 là bằng 35. Thì đến đây ta sẽ kết luận là x bằng 20 và y bằng 35. Câu B tương tự như thế cũng áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Và ở đây chúng ta sẽ thực hiện là phép trừ. Chúng ta sẽ lấy hai tử trừ cho nhau và hai mẫu trừ cho nhau. X trừ y bằng 35 thì đây là ở đề bài người ta cho. Và 3 trừ 8 trừ 3 thì là bằng 5. Và đến đây ta sẽ tính là 35 chia cho 5 thì bằng 7. Suy ra được x sẽ là bằng 8 nhân với 7 là bằng 8 nhân với 7 bằng 56. Và 3 nhân với 7 là bằng 21. Thì ta sẽ kết luận x bằng 56 và y bằng 21. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4 trang 10 có nội dung là tìm hai số AB. Biết rằng 2A bằng 5B và 3A cộng 4B là bằng 46. Câu B là tìm ba số A, B, C. Biết rằng A chia B chia C là bằng 2 chia 4 chia 5. Và A cộng B trừ C sẽ là bằng 3. Thì ở đây là chúng ta sẽ quan sát ở đây là chúng ta từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được là một, chúng ta sẽ suy ra được tỷ lệ nhé. Chúng ta sẽ suy ra được tỷ lệ bằng cách là áp dụng tính chất tỷ lệ thức. Và đến đây thì chúng ta sẽ suy ra được là A phần 5 bằng B phần 2. A phần 5 sẽ là bằng B phần 2. Và ở đây thì tương tự như thế thì chúng ta sẽ nhân cả từ và mẫu của phân số thứ nhất với 3, nhân cả từ và mẫu của phân số thứ hai với 4 thì để xuất hiện là 3A và 4B đó. Thì sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tính ra được A và B. Tiếp theo câu B thì ba số ABC thì A chia B chia C là 2 chia 4 chia 5. Thì ở đây là sẽ suy ra được là A phần 2 bằng B phần 4 bằng C phần 5. Thì ở đây là chúng ta sẽ có tỷ lệ này, có là A cộng B trừ C sẽ là bằng 3. Vậy thì ở đây là chúng ta cũng áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau với 3 số thì chúng ta sẽ tìm được ABC. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Câu A thì 2A bằng 5B thì chúng ta sẽ 2 này, ở đây là A này, phần 5 sẽ là bằng B phần 2. Đây là theo tính chất của tỷ lệ thức. Từ đẳng thức này chúng ta sẽ suy ra được các tỷ lệ thức này. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ nhân cả từ và mẫu của phân số thứ nhất với 3. Thì 3A sẽ là bằng 3 nhân A phần 5, 3 nhân 5. Tiếp là phân số thứ 2 là chúng ta sẽ nhân cả từ và mẫu với 4. Thì ở đây là 3A này, chúng ta sẽ viết này. Tiếp là ở đây là 3 nhân 5 là 15, thì 3A phần 15. Tiếp là 4B, ở đây là 4 nhân 2 sẽ là 8. 3A phần 15 sẽ là bằng 4B phần 8. Đến đây ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Thì chúng ta sẽ cộng hai tử này và cộng hai mẫu này.
thì chúng ta sẽ ra được là đây là 3a cộng với 4b sẽ là bằng 46, là ở giải ở đề bài người ta cho, và 15 cộng với 8 là bằng 23, thì kết quả ở đây chúng ta sẽ tính ra là 2, được chưa nào? Rồi đến đây thì chúng ta sẽ suy ra 3a, 3a là 15, chúng ta sẽ lấy 15 nhân với 2 sẽ là 30 này. 4b sẽ là 8 nhân với 2 sẽ là bằng 16. Do đó thì ở đây là chúng ta có 3a là bằng 30 này, thì chúng ta sẽ suy ra a sẽ là bằng 30 chia cho 3 là 10. 4b bằng 16 thì b sẽ là bằng 4. Vậy thì ta sẽ kết luận là a bằng 10, b bằng 4. Tiếp theo là câu b. Câu b thì ở đây là ta có là a chia b chia c là bằng 2 chia 4 chia 5. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy này, tỷ lệ này a này chia cho đây là a phần 2 này sẽ là bằng b phần 4. Đó là bằng c phần 5. Đó, c phần 5. Thì áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì ta có tỷ lệ ở đây rồi này, có a cộng b trừ c là bằng 3. Ở đề bài người ta cho. Rồi, ở dưới mẫu thì 2 cộng 4 trừ 5 sẽ là bằng 1. Vậy thì đến đây ta sẽ tính ra được kết quả là bằng 3. Từ đây khi đó thì ta sẽ suy ra được là a sẽ là bằng 2 nhân 3 là bằng 6 này. B sẽ là 4 nhân 3 sẽ là bằng 12 và C bằng 5 nhân 3 là bằng 15. Vậy thì ta kết luận là vậy, A bằng 6, B bằng 12 và C bằng 15. Tiếp theo chúng ta hãy cùng cô đi vào bài 510 có nội dung là tính diện tích của hình chữ nhật có chu vi là 28 cm và độ dài hai cạnh tỷ lệ với các số 3, 4. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là công thức tính chu vi của hình chữ nhật. Hình chữ nhật là có chu vi là 28 cm thì chúng ta sẽ có là nửa chu vi. Chúng ta hoàn toàn tính được nửa chu vi. Và nửa chu vi đấy chính là tổng của chiều dài cộng với chiều rộng, đúng không nào? Và từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được là tổng này. Tiếp theo là độ dài hai cạnh là lần lượt tỷ lệ với 3 và 4. Tức là chiều rộng sẽ tỷ lệ với 3 và chiều dài sẽ tỷ lệ với 4. Có tổng, có tỷ lệ thì chúng ta áp dụng dãy tỉ số bằng nhau và chúng ta sẽ tính ra được là độ dài của hai cạnh là độ dài của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Khi mà tính được chiều dài và chiều rộng rồi thì chúng ta hoàn toàn tính được diện tích của hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Đây là gọi A, B đơn vị là cm, lần lượt là độ dài chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Thì ở đây là điều kiện ở đây là tất nhiên là chiều dài phải lớn hơn chiều rộng là A lớn hơn B này. Tiếp là chiều dài và chiều rộng sẽ là lớn hơn 0 và nhỏ hơn chu vi. Nhỏ hơn chu vi, nhỏ hơn cả nửa chu vi nữa cơ. Tại vì là tổng chu vi là tổng của nửa chu vi là tổng của chiều dài và chiều rộng. Thì ở đây nửa chu vi sẽ là bằng chu vi chia cho 2 là bằng 14. Thì nửa chu vi ở đây là tổng của chiều dài và chiều rộng, tức là ở đây là a cộng b bằng 14. Vì độ dài hai cạnh là tỷ lệ với 3 và 4 nên là chiều dài và chiều dài lớn hơn chiều rộng, đúng không? Vậy thì đây là chiều rộng này. Đây là tỷ lệ với chiều rộng và đây là tỷ lệ với chiều dài. Vậy thì A phần 4 sẽ là bằng B phần 3. Đến đây ta áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì ta có là A phần 4 bằng B phần 3. Thì A cộng B bằng 14 và ở đây 4 cộng 3 là 7. Thì ta sẽ tính ra được kết quả ở đây là 2. Suy ra ở đây là A sẽ là bằng 4 nhân với 2 là bằng 8 và B là bằng 3 nhân với 2 là bằng 6. Do đó diện tích của hình chữ nhật đây chúng ta ra được đây là chiều dài này và đây là chiều rộng rồi. Thì chúng ta sẽ tính được diện tích của hình chữ nhật bằng cách là lấy chiều dài nhân với chiều rộng là 48 cm². Vậy thì đến đây ta sẽ kết luận là diện tích của hình chữ nhật là 48 cm². Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 6 trang 10 có nội dung là tại một xí nghiệp may, trong một giờ cả 3 tổ A, B, C làm được tổng cộng là 60 sản phẩm. Cho biết số sản phẩm làm được của 3 tổ A, B, C tỷ lệ với các số 3, 4, 5. Hỏi mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm trong một giờ. Thì ở đây là tổng cộng 60 sản phẩm, tức là ở đây là tổng này, tổng của 3 tổ A, B, C làm 60 này. Tỷ lệ ở đây là A chia B chia C sẽ là bằng 3 chia 4 chia 5. Có tổng, có tỷ lệ rồi. Chúng ta áp dụng dãy tỉ số bằng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra, chúng ta sẽ tính được là mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm trong một giờ được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Gọi A, B, C đơn vị là sản phẩm này, lần lượt là sản phẩm, lần lượt là số sản phẩm làm được trong một giờ của 3 tổ A,
ABC. Thì ở đây điều kiện ở đây tổ ở đây là thuộc n sao, tức là số tự nhiên khác không. Vì ba tổ ở đây là lần lượt tỷ lệ với 3, 4, 5 thì ở đây chúng ta sẽ suy ra là x chia cho 3 bằng y chia cho 4 và bằng z chia cho 5. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được là x phần 3 bằng y phần 4 bằng z phần 5. Áp dụng tính chất dãy thì số bằng nhau thì x cộng y cộng z chính là tổng số sản phẩm làm được trong 1 giờ của cả 3 tổ là 60. 3 cộng 4 cộng 5 thì bằng 12 rồi. 60 chia 12 thì bằng 5. Từ đó thì ta sẽ suy ra x sẽ là bằng 3 nhân với 5 là bằng 15. Y là 4 nhân 5 là bằng 20 và Z là 5 nhân 5 là bằng 25. Thì từ đây ta sẽ suy ra được là 3 kết quả X, Y, Z ở đây ta đối chiếu với điều kiện ban đầu ở đây là thỏa mãn. Vậy thì ta kết luận là vậy số sản phẩm 3 tổ ABC làm được trong 1 giờ lần lượt là 15 sản phẩm, 20 sản phẩm và 25 sản phẩm. Tiếp theo các em hãy cùng cô đi vào bài 7 trang 10 sách giáo khoa toán 7 tập 2 có nội dung là một công ty có 3 chi nhánh là A, B, C. Kết quả kinh doanh trong tháng vừa qua ở các chi nhánh A và B có lãi còn chi nhánh C lỗ. Cho biết số tiền lãi lỗ của 3 chi nhánh A, B, C tỷ lệ với các số 3, 4, 2. Tìm số tiền lãi lỗ của mỗi chi nhánh trong tháng vừa qua. Biết rằng trong tháng đó công ty lãi được 500 triệu đồng. Thì ở đây chúng ta quan sát này là chúng ta sẽ gọi ABC lần lượt là số tiền lãi lỗ của mỗi chi nhánh của chi nhánh ABC. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là A chia B chia C sẽ là bằng 3 chia 4 chia 2. Và ở đây là số tiền lãi lỗ thì ở đây là lãi là 500 triệu đồng. Mà ở đây là theo đề bài thì AB chi nhánh AB là lãi còn chi nhánh C lỗ. Thì ở đây là chi nhánh lãi thì chúng ta sẽ là cộng, còn chi nhánh lỗ thì chúng ta sẽ là trừ và được kết quả là 500. Từ hai dữ kiện này thì chúng ta sẽ suy ra được áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, chúng ta sẽ tính được là số tiền lãi lỗ của mỗi chi nhánh nhé. Rồi chúng ta sẽ trình bày bài này như sau, gọi AB là lần lượt là số tiền lãi của hai chi nhánh A và B, và C là số tiền lỗ của hai chi nhánh của chi nhánh C, thì ở đây đơn vị của chúng ta đều là triệu đồng nhé. Và ở đây trong tháng vừa rồi, trong tháng thì công ty lãi được 500 triệu đồng nên là A cộng B cộng C sẽ là bằng 500 như lúc nãy cô phân tích này. Lãi chúng ta sẽ cộng và lỗ chúng ta sẽ trừ. Do số tiền lãi lỗ của 3 chi nhánh A, B, C lần lượt tỷ lệ với 3, 4, 2 nên là A chia 3 bằng... Ở đây là chúng ta sẽ có là A chia B chia C sẽ là bằng 3 chia 4 chia 2 như lúc nãy cô vừa phân tích xong. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được A phần 3 bằng B phần 4 bằng C phần 2. Và từ hai dữ kiện ở đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau và chúng ta có này A cộng B cộng C. Ở đây chính là tổng số tiền lãi của công ty ở đây của ba chi nhánh đó là 500 triệu đồng và ở đây là 3 cộng 4 trừ 2 là bằng 5. Thì ở đây chúng ta tính ra được kết quả là 100. Suy ra được là A sẽ là bằng 3 nhân 100, B là 4 nhân 100 và C là bằng 2 nhân 100 và chúng ta tính ra được kết quả ở đây lần lượt là A là 300, B là 400 và C là 500 là thỏa mãn. Thì vậy trong tháng đó chi nhánh A là lãi 300 triệu đồng, chi nhánh B lãi 400 triệu đồng và chi nhánh C là lỗ 200 triệu đồng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay là bài tập số 8, trang 10 có nội dung là chứng minh rằng từ tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D, ta suy ra được các tỷ lệ thức sau. Câu A là A phần B, A cộng B phần B bằng C cộng D phần D. Câu B là A trừ B phần B bằng C trừ D phần D. Câu C là A phần A cộng B bằng C phần C cộng D. Và các mẫu ở đây là khác không? Thì ở đây này chúng ta sẽ áp dụng là tính chất tỷ lệ thức này dãy tỷ số bằng nhau chúng ta học trong bài học ngày hôm nay. Thì cô sẽ phân tích là câu A tương tự câu B, câu C chúng ta sẽ làm tương tự nhé. Câu A ở đây thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất của tỷ lệ, ở đây là dãy tỷ số bằng nhau này, từ đây áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau thì hai tỷ lệ là bằng nhau và chúng ta sẽ suy ra được là A cộng C sẽ là bằng B cộng D, đúng không nào? Rồi vậy thì ở đây là A cộng C sẽ là bằng B cộng D.
Hoặc là ở đây là từ đây chúng ta sẽ có là a phần c bằng b phần d. Áp dụng tính chất dãy thì số bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra là a cộng c phần a cộng b phần c cộng d. Đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ có đây. Hai tỷ lệ này chúng ta sẽ ghép với nhau này. Đó. Hai tỷ lệ này ghép với nhau thì ở đây là b phần a cộng b. Đây là a cộng b phần b. Đó là cái thứ nhất này. Tiếp là c cộng d phần d là cái thứ hai này. Đó, thì chúng ta sẽ suy ra được là đẳng thức này. Tiếp tương tự như thế thì chúng ta sẽ suy ra được là câu b và câu c, chúng ta trình bày tương tự như thế nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày chi tiết này. Đây là đây là tỷ lệ thức người ta cho ở đề bài này. Áp dụng tính chất dãy thì số bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được điều này. Và từ đó thì ta sẽ suy ra được là áp dụng tính chất của tỷ lệ thức là đây chúng ta sẽ có, chúng ta sử dụng cái này thôi, là a cộng b phần b bằng c cộng d phần d. Đó, chúng ta sử dụng cái này. Rồi, tương tự câu b, câu a sử dụng là cộng, câu b thì chúng ta sẽ sử dụng trừ, là cũng là từ đề bài, chúng ta áp dụng tính chất dãy thì số bằng nhau, nhưng ở đây là chúng ta sẽ sử dụng trừ, là trừ hai từ cho nhau và trừ hai mẫu cho nhau. Và đến đây chúng ta cũng sử dụng hai, đây hai phân số của cuối này thì a trừ b phần b sẽ bằng c trừ d phần d. Rồi chúng ta sẽ chứng minh được câu câu b hoàn toàn tương tự như câu câu a nhé. Tiếp theo thì là câu c. Câu c thì cũng là từ đề bài, chúng ta áp dụng tính chất dãy thì số bằng nhau và chúng ta suy ra được điều này là đây là tương tự như câu đây, phần đầu của câu a và phần đầu của câu c là tương tự nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ suy ra được là đây chúng ta sẽ sử dụng hai phân số này, phân số thứ nhất và phân số thứ ba. Đây hai phân số này hoàn toàn, hai phân số này là bằng nhau. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ suy ra a phần a cộng b sẽ là bằng c phần c cộng d. Rồi đây là phần bài tập áp dụng của áp dụng tính chất của tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau. Thì chúng ta có thể về nhà chúng ta có thể tìm thêm những bài tập tương tự về phần chứng minh này. Những bài tập phần chứng minh này là khá là nhiều, một có một số bài toán là phức tạp hơn để chứng minh một số bài về đẳng thức. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.